Đây chúng mình nhắc lại cho các bạn vào sau này. Câu 201 nhá, sắt không tan được trong dịch ZnCl2 bởi vì sắt không đẩy được kẽm ra khỏi muối của nó. Được chưa? Sang câu 202 thì đây, câu 202 đây thì ta viết được cái phương trình là Fe cộng với H24 tạo thành FeS4 cộng H2. Số mol của Fe bằng 0,107, số mol của H2S4 bằng 0,1. Vậy số mol hydro tính ra thằng hết là 0,1, suy ra số mol hydro là 0,1. Vậy thể tích nó sẽ là 0,1 nhân 2,4 bằng 2,24 lít. Ok. Bây giờ là mình sang 203, các cháu chú ý nhá, tập trung vào học, được chưa? Tập trung vào học, comment đáp án, ok? Nào mình có này, với một cái công thức giải siêu nhanh của chúng mình này, mình có số mol NO bằng 0,3 và nó là sản phẩm khử duy nhất của nitơ dung 5, có nghĩa là trong sản phẩm này không có NH4 cộng, được chưa? Do bởi vì nó không có NH4 cộng, nên để bài hỏi số mol axit phản ứng thì ta có một cái công thức siêu kinh điển của chúng mình này, số mol H cộng sẽ bằng 4 lần số mol NO, số mol H cộng bằng 4 lần số mol NO, không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ứng dụng mỗi cái công thức này thôi ạ. Vậy mình sẽ tìm được số mol NO bằng 4 nhân với lại 0,3 thì nó bằng là 1,2. Ok? Vậy thì mình ngay tức mình tìm được số mol axit phản ứng là bằng 1,2. Đáp án đúng đáp án C. Đấy, chúng mình thấy là các bạn rất là tập trung trong việc học đấy. Các bạn chú ý rằng là tập trung trong việc học này, comment thật nhiều đáp án vào nhá, để là có coi như là một lần mình theo dõi chúng mình giải thì cũng là một lần mình giải bài tập luôn. Được chưa? Đấy, chúng mình yêu quý tất cả những bạn nào comment đáp án, được chưa? Comment thật nhiều vào. Chúng ta có sang câu tiếp theo là câu số 204 của đề Kim Liên lần 1 năm 2018. Chúng mình đã mất rất nhiều công thức sức để viết ra và tổng hợp lại cái cuốn sách này. Và sắp tới chú chắc cháu sẽ còn được đón chờ một cuốn sách cực kỳ kinh điển nữa của chúng mình. Chúng mình đang làm đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 amino đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. 2 amino đơn chức, công thức tổng quát CnH2n cộng 3n là đồng đẳng liên tiếp, đốt cháy nhá, thì thu được CO2 và nước với tỷ lệ là 1:2. 1:2. Được chưa? Các cháu nhìn kỹ nhá, tỷ lệ là 1:2. Thế thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có này. Do tỷ lệ là 1:2, vậy thì bây giờ chúng mình giả sử như số mol CO2 là 1, số mol nước là 2, được không nhỉ? Được không? Hoàn toàn được đúng không? Hoàn toàn được. Vậy sang bên này này. Đề bài hỏi chúng ta là công thức của hai thằng đấy là gì? Thế đây bây giờ chúng mình đã có thằng này là 1, thằng này là 2 thì chúng mình sẽ có là cái phần cháy, các cháu phải tuyệt đối nhớ nhá. Chúng ta có là số mol nước trừ đi số mol CO2 chia cho số mol cháy, và cái này chỉ xảy ra với bọn amino đơn chức thôi, thì luôn luôn bằng mấy? Luôn luôn bằng 1,5 ạ. Hay nói khác là N nước trừ NCO2 chia 1,5 thì bằng N cháy. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được N cháy. N cháy bằng 2 trừ 1 chia 1,5. 2 trừ 1 chia 1,5 thì bằng 1 chia 1,5. 1 chia 1,5 thì bằng 2/3. 2/3. Ok, 1 chia 1,5 thì bằng 2/3. Ok, hơi mờ thì chắc là do các cháu đấy. Các cháu chỉnh lại cái mạng của nhà các cháu nhá. Các cháu chỉnh lại cái mạng của nhà các cháu giúp chúng mình. Được chưa? À đây, để chúng mình tắt cái này, bật wifi. Các cháu chỉnh lại mạng của nhà các cháu, hộ chúng mình thoát ra vào lại là nó sẽ xịn sò lại ngay thôi nhá. Thoát video live stream ra, sau đó rồi là vào lại thì là nó sẽ nét ngay trở lại thôi. Ok. Nào, vậy hoàn toàn đây là 2/3 nhé. Vậy mình tìm được số nguyên tử carbon. Suy ra này, số carbon trung bình sẽ bằng số mol CO2 là 1 chia cho số mol cháy là 2/3. 1 chia 2/3 thì bằng 3/2 là bằng 1,5. Số nguyên tử carbon trung bình bằng 1,5. Vậy 1,5 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy một thằng có 1 carbon, đúng chưa? Và một thằng có 2 carbon. Vậy chúng ta nhìn đáp án ta có này, có 1 carbon này và có 2 carbon này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. CH3NH2 và C2H5NH2. Ok. Đấy, ngay đập vào mắt phát mấy câu tính toán phê tít mít đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 205. Đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Đấy, cuốn này là cuốn mà tổng hợp tất cả các câu mà nhận biết thông hiểu nhá, trong đề thi Trung học thông quốc gia cũng như đề thi thử của các trường chuyên năm 2019. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch đá hoạt tính. Ở cái phương trình này các cháu phải nhớ này. Chất béo này mà cộng với lại 3 thằng NaOH này thì thu được thằng muối cộng với thằng glycerol là C3H8O3. Hoàn toàn chúng ta tìm được số mol glycerol bằng 9,2 chia cho 9,2 thì bằng 0,1. Được chưa? Khối lượng muối bằng 91,8. Mặt khác ta có số mol glycerol đây, vậy hoàn toàn mình suy được số mol NaOH. Số mol NaOH bằng 0,1 nhân 3 thì bằng 0,3. Được chưa? Từ từ chúng mình chỉnh một tí cho nó nét thêm tí nữa. Đúng không? Cho xem nét căng phê. Ok.
Này nét rồi cái gì? Nét căng rồi. Vậy hoàn toàn mình có này. À, mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Chúng ta có khối lượng của chất béo nhá. Chúng ta có khối lượng chất béo cộng với khối lượng của NaOH nhá. Khối lượng của NaOH là 0,3 nhân 3. Sorry nhầm, 0,3 nhân 40 thì bằng khối lượng của muối cộng với khối lượng của glycerol là 0,1 nhân 92. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng chất béo. Bấm máy tính thôi. Mình có là 0,1 nhân 92 cộng với 91,8 trừ đi 0,3 nhân 40 bằng 89. Vậy mình có khối lượng của chất béo của chúng ta bằng 89 nhá. 89. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 89 ngay. Ok. 89 nhá. Ngon lành cành đào nhá, rất là dễ thôi. Không có gì là khó khăn cả. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 206. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu 206. Nội quy lớp học là comment đáp án nha. Comment mạnh mẽ đáp án nha. Được chưa? Đây là cái phần mà cực kỳ chất của chúng mình ấy. Hơi bị xịn sò luôn. Nào ok, đấy. Chúng ta tiếp tục này, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu 206. Câu số 4 trong đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Câu số 4 trong đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Kết quả thí nghiệm của dung dịch XYZT với thuốc thử được ghi bảng sau. Được chưa? Thế thì để làm được câu này chúng ta có một cái kỹ năng skill mà chúng mình vẫn dạy các cháu nhá, là X này, màu dung dịch Y2 này, màu xanh tím. Thế cái này đặc biệt rồi. Chỉ một thằng có điều này. Đó là gì nhỉ? Hồ tinh bột. Vậy lòng trắng trứng là không có. Các cháu rất hay bị nhầm lẫn lòng trắng trứng với bí ure CO2 hai lần nhá. Rất hay bị nhầm lòng trắng trứng với bí ure CO2 hai lần là toang. Được chưa? Lòng trắng trứng đấy bỏ. Ok. Vậy là có hồ tinh bột, được chưa? CO2 hai lần trong môi trường kiềm có màu tím. Đây là bí ure này. Đây mới là bí ure. Vậy Y có bí ure. Vậy anilin thì không có bí ure, chỉ có lòng trắng trứng là peptide thì có. Vậy mình loại A, loại D rồi. Mình còn B hoặc C thôi. Được chưa? Bây giờ này, Z và AgNO3 trong NH3 dư thì có kết tủa bạc. Đây chất Z đây. Vậy là nó phải có kết tủa bạc. Anilin là không có kết tủa bạc ạ. Bỏ nhá. Vậy là chúng ta chỉ có gì? Glucose có kết tủa bạc và cuối cùng anilin và nước brom thì có kết tủa trắng, hoàn toàn chính xác. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Đấy nó dễ lắm, nó không có khó khăn gì cả, đúng không? Các cháu chỉ cần tinh ý là làm được thôi. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 207 của đề Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Có hai kim loại XY thỏa mãn tính chất sau. Hai kim loại XY thỏa mãn tính chất nhá. X và Y thì đều tác dụng được với HCl. Được chưa? X thì không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Thế thì chúng ta nhớ là những cái thằng nào mà không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Thế mình có là phải ăn crust thì không tác dụng HNO3 đặc nguội, thêm cả Berry nữa. Đúng chưa? Vậy mình có này, magie là tác dụng với HNO3 đặc nguội, bỏ. Sắt là không tác dụng với HNO3 đặc nguội, được. Đúng chưa? Magie thì có tác dụng với HNO3 đặc nguội, được. Chúng ta thử sang sang bên này xem nào. Đấy, thì mình có này. Ở bên này thì đều có là sắt thì đều không tác dụng với HNO3 đặc nguội, đều được. Thế nhưng mà Y thì cũng tác dụng với lại HNO3 đặc nguội, thì nhôm và chrome đều không tác dụng HNO3 đặc nguội, đúng không? Bỏ, bỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B bò mà thôi. Đấy, rất là dễ thôi, rất là dễ nhé. Những câu này làm rất là dễ, nhận biết thông hiểu mà các cháu. Để mà nhận biết thông hiểu là những câu mà chúng ta làm để lấy mức độ 7 điểm rưỡi đấy, chúng ta phải chú ý làm những cái câu này nhá. Cái cuốn này của chúng mình là chuyên mục tiêu luyện để lấy 7 với 7 rưỡi với 8 cho các cháu, được chưa? Đấy, sau này chúng mình sẽ có một cuốn mất gốc dành cho các cháu nữa cơ, cực kỳ kinh khủng. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 208. Câu tiếp theo, câu 208. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018 nhúng thanh đồng vào dung dịch AgNO3 sau một thời gian hiện tượng quan sát được là. Dạo gần đây trong đề thi trung học quốc gia rất thích những cái câu kiểu là hiện tượng quan sát được nhé. Những cái câu kiểu hiện tượng quan sát được là đề thi trung học quốc gia rất thích, các thầy rất thích cho vào đây ạ. Các cháu lưu ý này, nhúng thanh đồng vào dung dịch AgNO3 chúng ta phải viết được quy trình. Đồng cộng với lại AgNO3 thì tạo thành CuNO3 hai lần cộng với lại Ag. Ok. Vậy nhá, mình có này, mình có này, dung dịch AgNO3 là dung dịch không màu. Được chưa? Nhưng mà CuNO3 hai lần là dung dịch màu xanh. Dung dịch màu xanh. Được chưa? Thằng bạc này là bám vào thanh đồng. Được chưa? Vậy là dung dịch từ không màu chuyển thành màu xanh, đúng. Không màu chuyển thành màu vàng, sai. Nhạt dần màu xanh, sai. Vàng chuyển sang xanh. Không có màu, không màu chuyển sang xanh mới đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Sang câu 209. Sang câu 209. Cho dung dịch chứa 27 gram glucose
cho dung dịch chứa 27 g glucose. Glucose là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol glucose bằng 27 chia 180. 27 chia 180 bằng 0,15. 0,15. Tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gam bạc. Vậy mình có là một thằng glucose thì thu được hai thằng bạc. Hai thằng bạc. Vậy mình tìm được số mol bạc bằng 0,15 nhân 2 bằng 0,3. Vậy mình có số mol bạc bằng 0,3, mình tìm được khối lượng của bạc bằng 0,3 nhân 108 thì bằng 32,4 gam. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Giờ sang đến câu 210. Ok. Giờ sang đến câu 210. Nhớ mặt cháu nào để chúng mình tặng quà cho đấy. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 210. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 210. Câu 210 thì có gì đặc biệt đây ạ? À, cho dung dịch chứa carbohydrate XYZ thỏa mãn các tính chất sau. Cho từng giọt dung dịch brom vào X thì dung dịch brom mất màu. Ok, vậy là brom vào X thì brom mất màu. Vậy brom bị mất màu với dung dịch glucose đúng không? Fructose. Fructose không làm brom mất màu, vậy loại gì? À, đun nóng Y với dung dịch AgNO3 trong NH3 để thu được kết tủa bạc. Đây, Y fructose có kết tủa bạc đúng không? Fructose kết tủa bạc, xác không có kết tủa bạc, loại C. Z có màu xanh tím nhỏ và một giọt dung dịch iốt, vậy chắc chắn Z phải là hồi tinh bột, xác càng không. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, sang câu 211. Sang câu 211. Sao bằng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Sao bằng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Thì chúng ta lưu ý này, để sao bằng hóa các chất mà thu được glycerol thì tương đương nó phải là thằng chất béo hoặc là những cái họ hàng mà chứa glycerol. Thế đây mình nhìn thằng triglyceride. Triglyceride nhìn phát là biết ngay, chọn được ngay rồi, nhưng mà chúng mình vẫn viết phương trình này cho các cháu nhớ bởi nhiều đứa nó quên rồi, nghỉ Tết dài quá. C3H5. Sao bằng hóa là tác dụng với NaOH thì mình thu được C17H35COONa. Đúng chưa? 3 lần cộng với C3H5OH 3 lần. Ok. Vậy là chắc chắn thu được glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thế nhá, đáp án đúng đáp án A. Câu 212, thực hiện các thí nghiệm sau. Câu 212, thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà sắt không bị ăn mòn điện hóa. Sắt không bị ăn mòn điện hóa. Được chưa? Không bị ăn mòn điện hóa học nhá. Vậy là ở đây là không bị ăn mòn, nhưng mà yêu cầu nó phải là không bị ăn mòn điện hóa học. Được chưa? Vậy mình nhìn này, thả một viên sắt vào dung dịch HCl thì sắt có phản ứng HCl, nhưng để điều kiện ăn mòn điện hóa học thì nó phải có ba điều kiện ạ, hoặc là hai điện cực, có hai điện cực khác nhau hoặc bản chất này, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau này, trong môi trường chất điện ly này, đúng chưa? Phải có ba điều kiện đấy, được chưa? Phải thỏa mãn cả ba điều kiện đấy thì mới được. Thế đây mình nhìn này, sắt và HCl không hai điện cực, được chưa? Vậy là sắt không bị ăn mòn điện hóa học, đúng, mà nó bị ăn mòn nhưng không phải ăn mòn điện hóa. Thả sắt vào dung dịch đồng thì mình có Fe cộng với lại đồng 2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng với đồng. Chúng ta có này, trên bề mặt thanh sắt thì có đồng bám vào, hai điện cực khác nhau tiếp xúc và mà tiếp xúc với nhau nhá. Được chưa? Trong môi trường dung dịch chất điện ly nhá, ăn mòn điện hóa đây rồi. Vậy bỏ thằng 2 đi. Thả một viên sắt vào dung dịch sắt 3. Các cháu nhìn này, thả một viên sắt vào dung dịch sắt 3, Fe vào Fe3 cộng thì mình sẽ thu được Fe2 cộng, đúng chưa? Mình thu được Fe2 cộng. Thì cháu lưu ý nhá, ở đây này chỉ có một thằng sắt bị ăn mòn thôi và chỉ có một điện cực nên không bị ăn mòn điện hóa. Vậy thằng 3 là sắt không bị ăn mòn điện hóa mặc dù nó có bị ăn mòn. Ok. Nối một dây đồng với sắt để cho không khí ẩm, hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường chất điện đi là không khí ẩm, vậy ăn mòn điện hóa. Bỏ. Được chưa? Đốt một dây sắt trong bình chứa đầy khí oxy thì chỉ có mỗi mình thằng sắt bị ăn mòn thôi, không có hai điện cực. Vậy 5 là sắt bị ăn mòn nhưng không phải ăn mòn điện bị không phải ăn mòn điện hóa. Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời COS4 thì cũng tương tự như thằng ở số 2 thì mình sẽ có hai điện cực sắt đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly, đúng chưa? Vậy bỏ tiếp. Vậy mình có này, trong cái thí nghiệm trên, thí nghiệm mà sắt không bị ăn mòn điện hóa học là 1 3 5 nhá, phần này các cháu hay bị sai lắm. 1 3 5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 1 3 5. Đáp án đúng là đáp án D. Ok, đáp án đúng đáp án D. Câu 213 nhá, các cháu hiểu chưa? Câu 213 này. Sao bằng hóa, câu này rất là hay. Đề Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Thực ra cái câu này nó rất giống với mấy câu ở trong đề minh họa cũng như đề thí nghiệm. Các cháu cứ làm nhiều là quen thôi. Sao bằng hóa hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp gồm 11,1 gam
hỗn hợp gồm HCOO, HCOO, C2H5 và CH3, CH3, COO, CH3. Được chưa? Cần dùng vừa hết V-milit dung dịch NaOH. Ok. Thế thì cái câu này rất là hay. Các cháu phải phải nhìn nhá, phải nhìn tinh nhá. Hai thằng này này, nhìn trông nó ảo ảo vậy thôi, nhưng mà thực ra nó đều có chung một cái công thức phân tử là C3H6O2, đúng không? Đúng không ạ? Đều chung là công thức phân tử là C3H6O2 và cả hai thằng này ăn đều ăn một NaOH ạ. Thế thì hoàn toàn ta tìm được số mol của nó bằng cách là ta lấy 11,1, 11,1 chia cho phân tử khối này là 74 thì bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Vậy anh này là 0,15. Thì mình suy ngay tức ra số mol NaOH là 0,15. Vậy mình tìm được V là 0,15 chia cho 1 thì bằng 0,15. Vậy nó bằng là 150 ml. Đáp án đúng đáp án B. 150 ml. Ok. Dễ ợt đúng không? Dễ như húc cháo. Ok, bây giờ mình sang câu tiếp theo nhá. Câu 214. Câu 214. Câu của Sở Giáo dục Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Cho 6,72 gram bột sắt. Cho cái câu này khó này, câu này khó này. Đánh dấu để lại tí chúng ta quay lại sau. Câu này khó đấy. Tiếp tục nhá. Sang câu số 215, câu này cũng khó, để tí nữa quay trở lại giải sau. Chúng ta giải cái câu dễ dễ đi nhá. Đây, sang câu 216 đây này. Đấy, giải mấy câu lý thuyết dễ dễ, còn hai câu bài tập tí nữa cuối giải. Chuyên bạc liêu lần 2 năm 2019, tên gọi của CH3COCH5 là. Ui dễ ợt, thằng này là gì? Etin acetat. Đúng không? Etin acetat. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À, làm như thế này thì chẳng mấy tí và thuộc hết đúng không? Thuộc hết các câu hỏi. Bởi vì thực ra là bản chất đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng là ở bên trong cái bộ mẫu câu hỏi hàng mấy chục vạn đề, người ta cứ lọc xong người ta đảo với nhau xong người ta chọn ra đề thi trung học phổ thông quốc gia thôi nhá. Thế nên các cháu làm càng nhiều thì càng tốt, chứ bây giờ không cần phải làm chúng tụ nữa. Chuyên bạc liêu lần 2 năm 2019, chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Thì mình có glucose là monosaccharide đúng không? Toang. Tinh bột là polysaccharide, cellulose là polysaccharide, toang. Vậy mình có saccharose, chúng ta là disaccharide. Đáp án đúng là đáp án A. Ok. Câu 218, đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kiềm thổ là bội này, bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Đấy chưa? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Vậy ở đây mình có kiềm thổ của mình là canxi. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 219, đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Cấu hình E lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố kim loại kiềm. Kim loại kiềm của chúng ta, kim loại kiềm của chúng ta thì là thuộc nằm ở nhóm 1A. Đúng chưa? 1A, ví dụ như natri. Natri thì Z bằng 11, vậy là cấu hình là 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vậy tất cả cái bọn kim loại kiềm á thì nó sẽ có cấu hình là NS1. Đúng chưa? Đấy, NS1. 1S1 là thằng hydro ạ. Đấy chưa? 2S1, 3S1, 4S1, vân vân vân. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 129 là câu 219 là đáp án A. À. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À. Nào bây giờ chúng ta lại sang một cái câu huyền thoại là câu 220. Câu 220. Cách bảo quản thực phẩm thịt cá bằng cách nào sau đây được coi là an toàn? Này, ở ngoài chợ người ta hay dùng phocmon phân đạm nhưng mà không an toàn ạ, à? Nguy hiểm ạ. À. Dùng phân đạm nước đá khô, đừng có ai dùng phân đạm ạ, à, vớ vẩn ạ, à. Dùng phocmon vớ vẩn ạ. À. Dùng nước đá và nước đá khô, được chưa? Nếu mà xịn sò thì dùng nước đá khô, còn nếu mà không xịn thì dùng nước đá nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 221. Isoamin acetat là este có mùi chuối chín. Công thức phân tử của este đó là. Này mình cứ nhớ là isoamin acetat là este mùi chuối chín. Chứ còn công thức phân tử của nó thì mấy đứa nhớ đúng không? Mấy đứa viết, chúng mình viết lại cho xem. CH3 COO C1 2 3 4 5. Đây ạ, đây là isoamin acetat ạ. Mấy các bọn 1 2 3 4 5 6 7 ạ. C7 ạ. C7, C5 vứt, C6 vứt, C4 vứt, C7 ạ. Đáp án đúng đáp án C. Câu 222. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa keo trắng, nhưng kết tủa này lại tan trong dịch NaOH dư. Chú ý, thằng này mà có NaOH tác dụng với FeCl3 thì ta thu được kết tủa FeOH 3 lần kết tủa màu nâu đỏ. Toang. Vào KCl không có kết tủa. Vào MgCl2 ta thu được kết tủa MgOH 2 lần kết tủa màu trắng nhưng không tan trong dịch NaOH dư. Ở đây đề bài yêu cầu là tan trong dịch NaOH dư. Bỏ dê. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đầu tiên tạo thành kết tủa AlOH 3 lần, sau đó nếu NaOH dư thì kết tủa tan. C. 223. Câu 223. D
Đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Đề chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Dung dịch GLA phản ứng với dung dịch nào sau đây? Thế thì GLA của chúng ta là một thằng peptide. Peptide thì nó có liên kết peptide. Liên kết peptide là liên kết NHCO. Liên kết này cực kỳ kém bền nhá. Liên kết này kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm và môi trường enzyme. Vậy thằng peptide thì dễ bị thủy phân trong môi trường axit, kiềm và enzyme. Đây là muối. Vớt muối chỉ làm cho peptide đồng tụ thôi. Vậy NaOH là môi trường kiềm. Vậy NaOH thì làm cho thủy phân được peptide. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 224. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Nguyên liệu chính được dùng để sản xuất nhôm. Nguyên liệu chính để dùng để sản xuất nhôm thì nhôm chúng ta lại không thể thủy luyện được. Đúng chưa? Không thể nhiệt luyện được. Vậy nhôm chúng ta để mà sản xuất được thì chỉ có thể là sử dụng là điện phân nóng chảy. Và điện phân nóng chảy thì chỉ có thể là dùng quặng bauxit. Đáp án đúng đáp án 7. Câu 225. Câu 225. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính nhá. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính? Thì câu 225 này có khả năng là không có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Được chưa? Còn các năm khác thì nó vẫn có nhá. CrO là oxit bazơ, vứt. FeO là oxit bazơ, vứt. MgO là oxit bazơ, vứt. Chỉ có Cr2O3 là oxit lưỡng tính, đúng chưa? Nó cùng họ với lại Al2O3. Cr2O3 này. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 226. Polyvinyl clorua được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng gì? Đây, vinyl clorua CH2 nối đôi CHCl. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH2 CHCl. Tất cả N lần ạ. Tất cả N lần ạ. Vậy, ở đây thì hoàn toàn mình sẽ có đây là phản ứng trùng gì ạ? Đây là phản ứng trùng hợp nhá. Đây là phản ứng trùng hợp. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, trùng hợp. Ok. Câu 227. Trước đây người ta thường dùng những tấm gương soi bằng đồng. Vì đồng là kim loại gì ạ? Tính dẻo, không phải. Tính dẫn nhiệt tốt, không phải. Soi gương liên quan đến tính dẫn nhiệt đúng không? Tính khử yếu không liên quan, mà có khả năng phản xạ tốt ánh sáng. Lúc đấy là tại sao người ta dùng gương bằng đồng? Bởi vì trước khi đó thì người ta vẫn chưa tìm ra được là gương bằng thủy tinh ạ. Được chưa? Nên người ta sử dụng gương bằng đồng ạ. Nhá, vậy đáp án đúng câu 227 chúng ta là đáp án C. Câu này có gì mà phải lưu ý? Câu này suy luận được các cháu ạ. Câu 228. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau tác dụng hoàn toàn với natri. Đây. Cho 15,6 gam hai ancol kế tiếp nhau. Thế các cháu nhìn nhá. Các cháu nhìn nhá. Đề bài nói là ancol kế tiếp này. Thì nhìn này, anh này no, 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 anh này cũng no. Vậy là ancol no đơn chức rồi. Đúng chưa? Vậy công thức tổng quát của ancol no đơn chức là CnH2n cộng 2O. Phải nhớ cái công thức tổng quát. Đề bài cho 15,6 và hỗn hợp tác dụng với natri. Thì ancol tác dụng natri thì sinh ra 1/2 hiđro. Ta có số mol hiđro bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol ancol. 0,15 nhân 1 chia 1/2 là bằng 0,15 chia 1/2 là bằng 0,3. Vậy số mol của hỗn hợp ancol bằng 0,3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối trung bình của bọn ancol nhá. 12N cộng 2N là 14N. Cộng 2 cộng 16 là cộng 18 thì bằng khối lượng là 15,6. 15,6 chia 0,3. 15,6 mà chia 0,3 thì bằng 52. 52 vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n trung bình thì bằng 52 trừ 18 bằng chia 14 bằng 2,42. 2,42. Được chưa? N trung bình bằng 2,42. Vậy một thằng nhỏ hơn 2. Một thằng là 2, một thằng là 3 do là đồng đẳng kế tiếp. Được chưa? Vậy là C2 với C3. Vậy C2H5OH và C3H7OH. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 229, câu này một câu khá khó, chúng ta để lại nhá. Thực ra gọi là khó nhưng mà nó cũng dễ thôi, nhưng mà để lại tí nữa cuối chúng ta lại nhá. Câu 230. Câu 230. Chất nào sau đây 230 nhá. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? Ui, cái này là hỏi về kiến thức lớp 11 rồi. Cái này là hỏi về kiến thức lớp 11 rồi và rất nhiều cháu ở đây toang phần kiến thức lớp 11. Đúng không ạ? Rất nhiều cháu toang phần kiến thức lớp 11 nha, nghe chúng mình nói lại nhá. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? Thì những chất điện ly mạnh là axit mạnh. Axit mạnh. Bazơ mạnh. Hầu hết các muối trừ muối thủy ngân. Được chưa? Hầu hết các muối trừ muối thủy ngân.
nước chất điện lý yếu vứt. Được chưa? Vậy chất điện lý mạnh ở đây chúng ta mạnh dạn chọn NaCl. Ok. Câu 231. Câu 231. Cho một luồng khí hydro, cho một luồng khí hydro đi qua hỗn hợp các ống, đi qua đây, cho một luồng khí hydro này đi qua hỗn hợp các oxit CO này, Fe2O3 này, ZnO này, MgO này, nung ở nhiệt độ cao nhá. Thì sau khi phản ứng thì hỗn hợp chất rắn ạ. Thì hydro thì chỉ khử được các oxit của thằng đứng sau nhôm, vậy nó khử Fe2O3 để về Fe. Khi nào ba cần mua áo giáp, vậy nó vẫn giữ nguyên là ZnO, vẫn giữ nguyên là MgO, và rất nhiều đứa chọn có cả CO là sai, bởi vì CO là khí ở trong đề bài của rắn ạ. Fe, ZnO, MgO. Ok, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là Fe này, ZnO, MgO, đáp án đúng đáp án B bò. B bò nhá. 232. Câu 232. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm, hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm A, CO3 và B, CO3 vào dung dịch HCl thì thấy thoát ra V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy khí chúng ta là khí CO2. Được chưa? Cộng nước cộng với muối của chúng ta chắc chắn là A, CL2 và B, CL2. Và đề bài nói tổng khối lượng của muối khan này bằng 5,1. Chỗ này thì bằng bao nhiêu ạ? Chỗ này thì bằng 4. Vậy ở đây chúng ta phải sử dụng đến một skill. Đấy là skill gì ạ? Đấy là skill tăng giảm khối lượng nhá. Chúng ta có cái skill tăng giảm khối lượng như sau. Chúng ta có là số mol của CO2 sinh ra thì bằng delta M, là M sau là 5,1 trừ M trước là 4 chia cho những cái gì bay ra. Bay ra là CO32 trừ ạ. Phân tử khối của CO32 trừ bằng 60 ạ. Được chưa? Cái gì bơi vào ạ? CL2. CL2 bơi vào đây là 71 ạ. Vậy 60 trừ đi 71. Đúng không ạ? Đây là 60, đây là trừ 60 cộng 71 mới đúng. Thì bằng. Được chưa? Bởi vì đây nó tăng lên mà. Nhá, 5,1 trừ đi 4. 5,1 trừ đi 4 bằng 1,1. Vậy mình có là 1,1 chia cho 11 thì bằng 0,1. 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 bằng 0,1. Vậy tới đây mình tìm được V khí bằng 0,1 nhân 2,4. 0,1 và nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, dễ mà đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo là câu 233. Câu tiếp theo là câu 233. Hợp chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Hợp chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Các cháu phải tuyệt đối lưu ý cho chúng mình điều sau. Đề bài hỏi chúng ta là hợp chất nào sau đây thuộc loại dipeptide thì các cháu phải lưu ý điều sau này. Dipeptide là các peptide được tạo bởi từ các gốc, từ hai gốc alpha amino acid. Thằng này là một thằng alpha amino acid này. Thằng này là một thằng alpha amino acid, nhưng đây không phải hai gốc alpha amino acid, đây là muối. Tí chết. Một alpha amino acid, đúng chưa? 2 3 toang. Đây không phải alpha amino acid ạ. Alpha amino acid là NH2 và COH phải cùng đính một carbon ạ. Loại C. Một alpha amino acid, hai alpha amino acid, đây là thằng gly, đây là thằng ala. Vậy là gly ala. Đáp án đúng đáp án D. Ok, dễ hiểu không? Chúng ta sang câu tiếp nhé. Câu 234. Trong phân tử thì chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? Thế mình viết ra thôi. Glucose C6H12O6, saccharose C12H22O11, ethinacetat CH3COO C2H5, metinamin CH3NH2. Vậy thằng chứa nguyên tố nitơ là metinamin CH3NH2. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, các cháu lưu ý nha. Tiếp tục. Câu 235. Công thức chung của một oxit kim loại thuộc nhóm 2 là. Nhóm 2 có nghĩa là nó có hóa trị 2, đúng không? Vậy đây này, oxy hóa trị 2 thì thằng này hóa trị 2. Vậy đúng là hóa trị 2 chưa? Thằng này là hóa trị 1, vậy là nhóm 1A. Thằng này hóa trị 3, vậy là nhóm 3A. Thằng này hóa trị 4, vậy nó là nhóm 4A. Được chưa? Vậy thì ở đây công thức chung của kim loại oxit kim loại thuộc nhóm 2A là đáp án đúng là đáp án
Ok. Ngon lành cành đào đấy còn gì nữa. Nào câu 236. Ui nhìn câu này sợ chết khiếp. Nhiều đứa làm câu này nó bảo là chú Minh ơi cháu không thuộc được pH thì làm sao làm được câu này. Chú Minh ơi cháu không thuộc được nhiệt độ sôi thì làm sao làm được câu này. Ôi không cần thuộc pH, không cần thuộc nhiệt độ sôi, chỉ cần học chú Minh là làm được những câu này nhá. Nhìn chú Minh làm nhá, nhìn kỹ nhá. Bây nhìn pH trước này. Mình nhìn thấy mỗi thằng T là pH nhỏ hơn 7. Vậy chắc chắn T là axit. Được chưa? T là axit. Vậy nhìn nhá. Trong này T C6H5 NH2, thằng này là bazơ. Đúng chưa? Mặc dù không làm đổi màu quỳ, không làm đổi màu phenol và tanilin, nhưng nó vẫn là bazơ. Vậy loại ngay. Được chưa? Đấy dễ thôi. Tiếp tục nhá, chúng ta nhìn tiếp nhá. Trong số những thằng này này, thằng Z là thằng pH cao nhất, vậy thằng này phải là tính bazơ mạnh nhất. Trong những bọn này bọn nào bazơ mạnh nhất ạ? Thằng này gì? C5H2. Vậy Z chúng ta chắc chắn là C2H5NH2. Chúng ta nhìn này. Đáp án A, Z là C25N2. Vậy là mình chọn ngay được đáp án A là đáp án đúng luôn. Đấy, dễ ợt. Ngon lành cành đào luôn các cháu ạ. Cuộc đời nó hạnh phúc lắm. Nó sướng lắm. Ok, tiếp tục nhá. Sang câu tiếp theo. Câu 237. Thứ tự tăng dần nhiệt độ, thứ tự tăng dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm là. Thứ tự tăng dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm là. Chúng ta xem nhá. Thế thì chúng ta phải đọc đúng là khi nào ba cần á, không phải cái này toang ạ. Thứ tự tăng dần độ hoạt động hóa học phải đọc đúng là lâu nay không rảnh chơi. Được chưa? Chơi phê. Vậy lâu nay bỏ 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 lâu nay không rảnh chơi phê. B bỏ. Ok. Dễ mà đúng không? Câu 238. Câu 238. Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây. À, xem nhá, giả sử cho quỳ vào đây. Cho quỳ vào thằng A đi. Thì chúng ta nhìn này, glycine có một nhóm NH2 và một nhóm COH không làm quỳ đổi màu. Lysine có hai nhóm NH2, một nhóm COH làm quỳ đổi màu xanh. Axit glutamic có hai nhóm COH, một nhóm NH2 làm quỳ đổi thành màu đỏ. À vậy, dùng quỳ để phân biệt được bộ ba này. Chọn ngay A. Đúng không? Vậy để làm được câu này chúng ta chỉ cần nhớ là số lượng nhóm NH2 và số lượng nhóm COH ở trên trong mỗi thằng là mình làm được. Câu 239. Câu 239 đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Cho 1,17 gram một kim loại kiềm tác dụng với nước dư. 1,17 gram một kim loại kiềm 1,17 tác dụng với nước dư thì ta thu được 30,336 lít khí hydro. Nước dư MOH một lần đúng không? Thôi ghi là MOH. Chúng mình ghi lỗi đấy. MOH. MOH ạ. À. Được chưa? Và cộng với lại 1 phần 2 hydro. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 0,336 chia cho 2,4. 0,336. 0,336 chia 2,4 bằng 0,015. 0,015. Vậy hoàn toàn chúng ta tìm ngược lại được số mol kim loại kiềm. 0,015 nhân 1 chia cho 1 phần 2 thì bằng 0,0 3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M bằng 1,17 chia 0,03 bằng 1,17 chia 0,03 03 bằng 39. 39 thì chắc chắn nó chỉ có thể là gì ạ? Kali, chính xác, kali. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nào. Nào 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 nào. Ngược trở lại mình giải mấy câu khó khó kia. 240. Cho các loại bông tơ cáp rông, tơ sen cellulose, acetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nylon 6,6 số tơ tổng hợp. Tổng hợp ạ. Tổng hợp. Thế thì chúng ta có bán tổng hợp và thiên nhiên, đúng chưa? Thế thì tơ tằm là thiên nhiên. Bông là thiên nhiên. Đúng chưa? Thế còn bán tổng hợp là visco và acetat. Acetat vứt. Vậy số loại tơ tổng hợp là nylon 6,6 là một cháu này, nitron là hai cháu này, cáp rông là ba cháu này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Đấy mình giải 240 thôi. Và ở đây bây giờ mình sẽ quay trở lại một vài câu khó khó nãy mình đánh dấu. Ví dụ như câu số 229 chúng mình đánh dấu để lại. Các cháu cùng quan sát câu 229 chúng mình giải nhá. 229 này. Cho 8,96. Vậy số mol bằng 0,4. Hỗn hợp gồm ethylen C2H4, etan C2H6,
đi qua dung dịch brom thì phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Chúng ta tìm được số mol brom bằng 16 chia cho 160 bằng 0,1. Chúng ta lưu ý thằng etan không phản ứng brom, vậy phản ứng brom là eten theo tỷ lệ 1:1, vậy suy ra số mol eten là 0,1. Suy ngược lại được luôn, tổng số mol là 0,4 trừ 0,1 thì cháu này còn 0,3. Ui tiếc nhỉ, thế không giải lúc nãy đúng không? Vậy hoàn toàn mình tìm được phần trăm thể tích, lấy 0,1 chia cho 0,4, 0,1 chia cho 0,4 nhân 100 thì bằng 25%, 25% etilen và 75% etan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B với câu 229 nhé. 229 đi B. Nào, tiếp tục. À, xong 229 rồi. Giờ chúng ta sang tiếp câu 215. Đấy, mình còn câu 215 với lại 214 nữa thôi. 215 với 214 nữa thôi. 215 này. Chúng mình giải 214 trước. Giải 214 trước, giải 215 sau. 214 cho 6,72 gam bột sắt Fe có số mol 6,72 chia 56, 0,12 mol. 0,12 mol bột sắt tác dụng với 600ml dung dịch chứa AgNO3 và CuNO3 lần, vậy nó sẽ tác dụng với bạc cộng trước. Cộng với bạc cộng. 0,1 nhân 0,6 bằng 0,06 để tạo thành Fe2 cộng cộng với lại bạc 2. Được chưa? Vậy mình nhìn ngay là mình biết là bạc hết. 0,06 ra đây, 0,06 nhân 1 chia 2 bằng 0,03. Được chưa? 0,03 0,06. Được chưa? Tiếp tục nha. Vậy sắt dư 0,12 trừ 0,03 bằng 0,09, bạc cộng hết. Sắt 2 cộng là 0,03, bạc cộng là bạc sinh ra là 0,06, vậy mình có bạc chất rắn. Đầu tiên là có bạc đã. Đây, khối lượng hỗn hợp chất rắn của chúng ta là có thằng bạc đã, là bằng 0,06. Ok. Và mình tiếp nhá. Fe tác dụng với lại Cu2 cộng, số mol 0,5 nhân 0,6 bằng 0,3 để tạo thành Fe2 cộng cộng với lại Cu. Đấy chưa? Số mol sắt lúc này chỉ còn là bao nhiêu ạ? 0,09. Vậy lúc này nó phản ứng là 0,09. 0,09. 0,09. 0,09. 0,09. Hết. 0,3 chứ 0,09 bằng 0,27. 0,09. 0,09. Vậy chất rắn lúc này có cả thêm thằng đồng nữa là 0,09. Cu 0,09. Được chưa? Còn lại đồng 2 cộng dư trong gì nhá. Vậy chất rắn của chúng ta là gồm thằng bạc với lại thằng đồng các cháu nhé. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm được 0,06 nhân 108 cộng 0,09 nhân 64 bằng 12,24 gam. 12,24 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bò. Ok. Câu cuối cùng, câu 215. Câu cuối cùng, câu 215. 215. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Ở đây có cháu nào quê Bắc Ninh không? Đây, đây của Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh quê cháu này. Đốt cháy 5,64 gam. 5,64 gam hỗn hợp gồm magie và nhôm trong khí clo dư thì hoàn toàn mình thu được là MgCl2 và AlCl3. Khối lượng muối là 25,52. Ui, dễ ợt. Vậy đây chúng mình đi làm gì? Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình có 5,64 cộng với là MCl2 bằng 25,52. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của clo. 25,52 trừ 5,64 bằng, đấy chứ, 19,88 chia phân tử khối 71 ra được số mol. Số mol của clo bằng 0,28. Vậy mình tìm được thể tích. Mình lấy 0,28 nhân 2,4 bằng 6,272 lít. 6,272 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 6,272 lít. Ok. Đấy các cháu thấy không? Hello. Nào mình có này. Câu 241 trong đề chuyên Bạc Liêu. À, ở đây là chú Minh chữa tiếp cho chúng ta cái trong cuốn sách 2000 cấu trắc nghiệm mà lý thuyết hay sai. Ta có câu 241 này, cấu hình E nào sau đây là của nguyên tử kim loại? Của đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019 nhá. Lần 3. Thế thì chúng mình có một cái skill sau để dạy các cháu này.
mình có này, tổng số electron bằng 2 cộng 2 là 4 cộng 6 là 10, đúng chưa? 10 nhân 2 là 20, vậy thằng này là thằng neon rồi, vứt. Tiếp tục nhìn này. 2 cộng 2 cộng 6 là 10, 10 cộng 2 là bằng 12, 12 cộng 5 là bằng 17, 17 nhân 2 là bằng 35. 35 gần bằng 35,5, suy ra thằng này là clo. Clo là phi kim. Bỏ, đứa nào chẳng biết clo là phi kim, đúng không? Tiếp tục nhé. 2 cộng 2 cộng 6 là 10, 10 cộng 1 là 11, 11 nhân 2 là 22. 22 thì gần bằng 23 nhỉ? Đúng không? 23 thì nó là natri. Vậy C chắc chắn là natri. Đúng không? 2 cộng 2 cộng 6 là 4 là 10, 10 cộng với 2 cộng với 4 là 16, 16 nhân 2 là 32. 32 là lưu huỳnh, đúng không? Bỏ nốt lưu huỳnh. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Đấy, skill cực kỳ chất của chúng mình. Skill cực kỳ chất của chúng mình luôn. Comment đáp án thật nhiều để lên top fan nhá. Câu 242 nào. Câu 242. Đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Cho một cái câu này có tính toán. Nhưng câu tính toán này cũng là vẫn là rất là dễ, đúng không? Các cháu nom nhé, chúng mình hướng dẫn cái cách làm câu tính toán này dễ ợt. Một alpha amino acid X. Một alpha amino acid X chúng ta nhìn nhá, tất cả nó đều có dạng là NH2COH, vậy đặt nó là R này, COOH này, NH2 này, được chưa? Bây giờ cho ăn tác dụng với lại HCl dư. Các cháu để ý nhá, cho tác dụng với HCl dư thì thu được muối, thì thu được muối. Chúng ta có khối lượng của amino acid là 1,335, đúng chưa? M muối chúng ta là bằng 1,8825. Vậy ở đây chúng ta hoàn toàn có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì ta có khối lượng của amino acid cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng khối lượng của muối, đúng không nhỉ? Ok, máy tính xịn sò cho mình được rồi. Đây. Ok, sau khi mà tính toán được như vậy nhá thì hoàn toàn chúng ta sẽ tìm ra được được khối lượng của HCl này. Mình sẽ tìm được là 1,825 1,8825 trừ đi 1,335 bằng, đây, vậy mình tìm được khối lượng HCl bằng 0,5475 chia cho 36,5 thì bằng 0,015 mol. 0,015 mol. Vậy số mol HCl bằng 0,015 mol. Ok, mình tìm được số mol HCl bằng 0,015 mol rồi, mình thấy là amino acid này tác dụng HCl theo tỷ lệ mol 1:1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol amino acid bằng 0,015. Vậy tới đây chúng ta sẽ tìm ra được, tới đây chúng ta sẽ tìm ra được là phân tử khối của amino acid X bằng 1,335 1,335 chia cho 0,015 thì bằng 1,335 chia 0,015 bằng 89. Ui dồi ôi, 89 chúng ta nhớ dễ dàng. Dễ dàng chúng ta chọn được nhá. Chúng ta có này, Gly là 75, Ala là 89. Vậy chắc chắn 89 cháu này là cháu Ala, đúng chưa? Và rất là toang cho những cháu nào mà không biết Ala là thằng nào. Ala thằng nào? H2N này, CH này, CH2 này, COOH, sorry, CH3. Đây, đây là Ala. Vậy mình có thánh Ala, thánh Ala bằng 89. 89 thì mình bấm máy tính, đứa nào không biết Ala mình bấm máy tính được. Và bấm máy tính thì mình chọn được là đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 242. Đáp án đúng đáp án C các cháu nhé. C. Các cháu hiểu chưa nào? Mình sang câu 243 nhá. 243, đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Đề chuyên Bạc Liêu năm 2012. Năm 2019 lần 2. Ở điều kiện thường kim loại ở trạng thái lỏng là kim loại. Đề bài yêu cầu ở trạng thái lỏng. Trạng thái lỏng là thằng nào ạ? Kẽm là rắn, nhôm là rắn, bạc là rắn. Vậy là thủy ngân là lỏng. Đáp án đúng đáp án C. Thủy ngân là lỏng. Câu 244. Loại polymer được điều chế bằng phản ứng chống ngưng. Úi dồi ôi, cái này trong sách vô cơ chúng mình viết rất trong sách hữu cơ. Cuốn sách hữu cơ được rồi, cuốn sách hữu cơ. Cuốn hữu cơ được rồi. Đây toàn thấy cuốn vô cơ. Ở trong cuốn sách hữu cơ của chúng mình viết rất là kỹ về cái chỗ thằng này. Sách hữu cơ đây. Đây nha các cháu nhìn nhá. Đề bài hỏi là loại polymer nào được điều chế bằng phản ứng chống ngưng. Các cháu xem này. Polymer nào được điều chế bằng phản ứng chống ngưng? Các cháu nhìn nhá, đây này, chống ngưng này. Là mình có này. Ethylene terephthalate hay còn được gọi là lapsan nhá. Và gì? Nylon 6,6. Được chưa? Nylon 6, nylon 7. Ok, vậy mình có nylon 6, nylon 7 này nhá. Polyethylene terephthalate và nylon 6,6. Đấy, vậy ở đây mình có này. Chống ngưng này.
Vậy không thể là vinil clorua được, không thể là polyethylene được, không thể nitron được, tất cả bọn này đều là trùng hợp. Đúng chưa? Vậy mình có ni lông 6. Ni lông 6 đây ạ. Đây, ni lông 6 hay còn được gọi là tơ cáp rông. Phương trình trùng ưng đây, tổng quát đây. Đấy nhá. Ở trang cuối cùng, trang 281 sách hữu cơ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 245. Câu 245. Câu 245. Ancan có 81,819% carbon về khối lượng. Công thức phân tử của ancan là. Thế thì muốn làm được về cái thằng ancan này, chúng ta phải nhớ được lại về cái phân tử khối hay là về công thức tổng quát của ancan là gì. Đúng các cháu? Thế thì cháu nào mà quên công thức tổng quát của ancan ấy thì thật sự là toang. Đấy, cháu nào mà quên công thức tổng quát của ancan thì ở trong cuốn hữu cơ lớp 11 này chúng mình ghi rất rõ này. Công thức tổng quát chung của ancan là CnH2n cộng 2. Trang số 21 nhé. Đấy, công thức tổng quát chung của ancan là CnH2n cộng 2. Vậy mình có này công thức tổng quát của ancan CnH2n cộng 2 này. Phần trăm là 81,819% carbon về khối lượng. Vậy mình có này phần trăm khối lượng của carbon. Phần trăm khối lượng của carbon sẽ bằng này. Đây là 12N. 12N chia cho phân tử khối này. Là 12N cộng 2N là 14N. 14N cộng 2 bằng 0,81819. Vậy hoàn toàn mình có 14N cộng 2 thì bằng 12. 12 chia cho 0,81819 bằng 14,66. 14,66. Ok. 14,66 nhá. 14,6 sao là ancan phần trăm khối lượng carbon về khối lượng 12N chia cho 14N cộng 2. Đúng rồi, 12 chia cho 0,81819 thì bằng 14N cộng 2. Đây là 14,6N. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N đúng không các cháu? N bằng này, 14,6N trừ đi 14N trừ đi 14 bằng, sau mình lấy 2 chia N bằng 3,00. N chúng ta bằng 3,000. Vậy N chúng ta bằng 3 nhá. N chúng ta bằng 3. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án thế 3 mà. C3H8. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Đấy, câu này rất là dễ thôi. Đúng chưa? Ok chưa? Đúng rồi. À, ý A chúng ta là trùng hợp, ý B là trùng hợp, ý D là trùng hợp, ý C là trùng ưng. Đây đề bài hỏi trùng ưng nhé các cháu nhé. Đây đề bài hỏi trùng ưng. Ta sang cái câu tiếp theo là sang câu 246. Câu 246. Số đồng phân amino acid ứng với công thức phân tử C3H7O2N. Số đồng phân amino acid ứng với công thức phân tử C3H7O2N là. Vậy ở đây mình có nhé, C3H7O2N. Thì mình có này, số đồng phân thì là amino acid thì mình vẽ mạch chính này, C này, C này, COOH này, đúng không? Hoặc là N2 cắm vào đây là một cháu. Đúng chưa? Hoặc là C COOH hoặc NH2 cắm đây là cháu thứ hai. Được chưa? Vậy số đồng phân amino acid ứng với công thức phân tử C3H7N là chỉ có một cháu và hai cháu mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, hai cháu các cháu nhé. 2 D. Rất ngon lành cành đào. Úi dồi ôi, câu 247 này hỏi lớp 11 cũng lật mặt như sự cháo trở của bộ. Chuyên Hạ Long lần 2 năm 2019. Hai khoáng vật chính của phốt pho là quặng gì? Khó đấy. Hai khoáng vật chính của phốt pho là quặng gì? Thì mình nhìn ngay mình biết là có phốt pho rít là có phốt pho rồi. Phốt pho rít là có phốt pho rồi. Đúng chưa? Bây giờ mình còn phân vân là dolomit, carnalite và apatit. Đúng chưa? Đấy, mình còn phân vân cái đấy. Phân vân cái đấy thì bây giờ đi search Google thì mệt lắm. Đúng không? Phân vân cái đấy bây giờ đi search Google thì mệt lắm. Thế thì chú Minh có quặng và các hợp chất thường gặp trong cuốn vô cơ này. Trang 312. 312 trong cuốn vô cơ. Quặng và các hợp chất thường gặp trong cuốn vô cơ này của chúng mình có ghi hết tất cả quặng và các hợp chất nữa. Đây, nhìn nhá. Đây quặng phosphorit. Được chưa? Các cháu nhìn nó chưa? Đây là quặng phosphorit này. Được chưa? Thế bây giờ nhỉ? Bây giờ mình phân vân là quặng carcanit. Đây. Carcanit đâu rồi?
Carcanit rồi, phosphoric này, quặng phosphoric carcanit của thầy đâu, của chúng mình rồi rồi. Có carcanit rồi. Trong này có carcanit. À, dolomit đã, dolomit. Quặng dolomit. Bauxit này, hematit này, fury. Đây, quặng dolomit đây. CaCO3 MgCO3 các cháu nhìn chưa? Làm gì có phosphor đúng không? Không có phosphor. Bỏ ngay. Bỏ ngay dolomit. Bỏ ngay dolomit. Đúng không? Nhìn tiếp nhá. Bây giờ mình còn phân vân giữa carcanit và apatit. Được chưa? Carcanit và apatit. Đúng không? Thế thì mình có này cái quặng apatit ở đây, chỗ này của chúng mình nó bị chạy mất nhá. Apatit là gồm là có CaF2 và Ca3P4 tất cả hai lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì nhỉ? Apatit và phosphoric G. Ok. Câu 248. Metinacetat có công thức cấu tạo thu gọn lại. Metinacetat có công thức cấu tạo thu gọn lại. Mình xem nhá. Acetat là CH3COO metin CH3. Và anh này là metin acetat nhá. Metin acetat, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. CH3COCH3. Câu 249. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo? Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo? Các cháu chú ý nhé. Đề bài hỏi là thằng nào được sử dụng làm chất dẻo. Thế đây các cháu nhìn này. Đây này. Những thằng chất dẻo đây. Đây những thằng chất dẻo của chúng mình đây. Nhìn nhá, chất dẻo này. Thì ta có làm gì này? Polyethylene, Teflon, polyvinylalcohol, polystyrene, polymethylmethacrylate, polyvinyl chloride. Vậy cái thằng được sử dụng làm chất dẻo ở đây là polyethylene. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Ok. Ok chưa? Ngon lành cành đào chưa? Thấy dễ hiểu không? Đây nha.